Bây giờ mình sẽ chôn Marshall Whelan nha các bạn. Trong history thì đây là con cuối cùng mà mình sẽ chôn. Cái xe nó rất là dơ luôn các bạn. Đang đứng ở đâu đó. Ơi bây giờ ánh sáng này đẹp nè. Cực kỳ đẹp luôn á. Rất là đẹp. Chuẩn luôn á. Giờ là 4 giờ, tầm 4 giờ 5 giờ quay chuẩn. Ok, ánh sáng tự nhiên. Cái này rộng quá. Bao la. Đất đen mềm nè. Đất cứng cứng nè. Vẫn cứng nha. Cứng nhắc cứng còng à. Rồi kiếm chỗ khác đi. Đi đi anh qua chỗ này, thấy chỗ này đường này không? Bên này nó rộng ha. Chỗ này rộng vô. Má nhìn chỗ này đẹp ghê á. Má mà nếu mình đi đầu tư á, đầu tư đất các bạn, đây là siêu dự án của mình. Đây là siêu dự án sắp tới của Vua Hen. Ở đây sẽ là một sân bóng bự kìa bá. Bóng chày, bóng tennis, sân golf. Bên kia là sân golf nha. Bên kia là quy hoạch thành sân golf nha các bạn. Ở đây thì chưa có phân lô. Thì đầu tư bên kia mình xây nguyên cái hồ bơi bự nhất Đông Nam Á. Đó, các bạn biết cỡ nào rồi. Rồi bây giờ quay lại vấn đề chính là sẽ chôn loa. Đâu rồi ta? Đất à. Không thiếu hãng nào hết. Gì vậy? Sẽ làm đủ không thiếu một cái hãng nào hết. Đúng rồi. Thua, chịu ạ. Cái này phải có cái bay cái gì vọng xuống cái xà beng á. Sao bại bại 49 cái lỗ. Má giáp dọc luôn. Ừ. Chôn. Chôn con đó xuống. Hả? Có hạt. Để luôn. Lấy cái cây luôn. Đây tụi mình sẽ đánh dấu bằng một cách rất là theo tự nhiên nha. Tụi mình sẽ chôn cái quả dưa hấu này xuống. Rồi sau này hạt của nó sẽ lên cây. Cái gì dám ăn đó. Cái hố này sâu nha. Sâu hơn nhiều. Sâu lắm nha. Rồi. Tay của mình nè. Đó. Rồi ok. Rất là sâu luôn. Bây giờ thì tết nhạc thôi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành chôn cái sản phẩm loa Marshall Whelan. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tắt nguồn nha. Loa vẫn hoạt động bình thường. Mình sẽ bỏ xuống. Nè, cũng sâu lắm nha các bạn. Nè, đi nha con, cố gắng sống nha. Ok, một tháng nữa sẽ đào lên, rồi vệ sinh sạch sẽ cho con. Đó, cứ đào thêm một lớp nữa.
Rồi thì tính toán cự ly giờ từ ngoài mặt đường á, thành tố ở trên vô coi bao nhiêu. À coi một sải chân không nha, tính nha. Nha. Nè, tôi bước từ đây. Tính là cái này. Đúng một sải chân nha, nhớ nha. Ok anh. từ cái chặt khả năng nó có thể nha. Và tới đây nha. Quan trọng là phải biết được vị trí này. Không mà cứ từ cái con này đi vô thôi. Rồi, Marshall Whelan đã xong. Nhớ nha, ly nhựa nha. Đó, các bạn có thể tới đây tìm chiếc ly nhựa nha.